Dạ vâng, em xin chào các anh. Em tiếp tục em lên cho các bác ở đây là hai con âm ly dòng size 20.5 của Onkyo, hay còn gọi là dòng Onkyo Intech 205 các anh nhé. Đây là dòng Intech 205 Onkyo. Dòng âm ly size mini để các bác về ghép các cái loa book sell mini bass khoảng 16 đổ về nghe nhạc các anh nhé. Onkyo A909 đời cao nhất của đời Intech 205 và đời 905X, đời cao nhất của đời X của đời 905 nhé. Đấy. 905X thì nó là cái bản nâng cấp của đời 905. Nó giống 909, 905 thì nó sẽ na ná 909. Đấy. Tuy nhiên thì là cái đời 905 nó sẽ không có cái nút này. Đấy. Và không có cái nút này. Thế còn có đâu là bọn 905X thì nó sẽ có thêm một cái nút nguồn tắt cứng như này. Và một nút nguồn standby như này. Đấy. Có thêm một cái nút này để đánh tông hoặc direct, đấy, đánh mộc hoặc là đánh chỉnh bắt tép đấy, theo ý thích đó. Thế là sự khác biệt từ đời 905 và 905X các anh nhé. Và đây là con 909 đời cao hơn của đời 905X đó. Hai con về hình thức thì như các bác thấy này, hàng còn rất là đẹp nhé. Là 909 trước đi này. 909 đấy. Và đây là 905. Thì những cái con âm ly này thì các bác có thể là về ghép với cả các cái loa em đang quay hình thức các bác xem nha, các bác có thể xem hình thức cho em nhé. Đấy. Thì các con âm ly này thì là nó có thể là ghép với các cái dòng loa bass nó khoảng 16 đổ về mình nghe nhạc. Đấy, mình có thể là ghép với cả các cái loa của ô tô cũng được các anh nhé. Nhiều anh là đang có cái thú chơi là mang các cái loa ô tô hoặc các cái loa toàn giải về để mình ghép mình nghe nhạc ấy. Thì ghép với các con âm ly này là tuyệt vời luôn. Đấy. A905X và 909. Cả hai con này thì công suất của nó sẽ là đi công suất thực là 45W chạy 4 con sò than tiểu các bác nhé. Sò than tiểu. Và với cái điện áp sử dụng là điện 100V, hàng made in Japan hết nha. Đấy, made in Japan. Đấy. 905X và 905. Là 905X và 909 nhé. Đấy, tất cả các cái dòng này nó đều sẽ có cầu xét xô. Cầu này để tác dụng là gì, mình sẽ có thể rút ra và mình đấu thêm equalizer ở đây, mình nghe nhạc tinh chỉnh cho nó chi tiết hơn. Đấy. Một cái mở rộng rất là hay của dòng Onkyo nhé. Đấy. Và trên các con âm ly này thì mình sẽ đều có các cái đường dây đầu vào AV để mình có thể kết nối điện thoại máy tính nghe nhạc, cầu áp chuối. Đấy. Thì dòng âm ly thì nó sẽ là một cái gì đó trước âm nó vào hay hơn các cái dòng âm ly dàn các bác nhé. Bởi vì sao? Âm ly dàn thì nó là những các cái con âm ly mà nó được tích hợp nhiều các cái chức năng vào là một, nên là nó sẽ không chuyên. Đấy. Nó thẳng hơn là ông đa di năng hơn thì ông ấy làm nhiều công việc một lúc hơn thì ông ấy sẽ không tập trung được một việc, thì đôi khi là các cái đấy nó sẽ không thể nào mà hay bằng những các cái con ông mà ông ấy làm chuyên một công việc, đúng không ạ? Ví dụ như một người ca sĩ người ta chỉ chuyên hát thôi. À, thì người ta hát thường người ta sẽ hát hay hơn những cái người mà nhạc sĩ, đúng không ạ? Nhạc sĩ thì người ta vừa sáng tác nhạc, người ta vừa hát, người ta vừa đàn, người ta vừa gì đó chẳng hạn. Đấy thì nhiều các cái quá thì cái gì nó cũng có một tí thì nó không thể nào mà bằng một cái người mà chỉ ăn với cả ngồi người ta tập hát được. Đấy, nó sẽ hát, nó sẽ có những các cái nó hay hơn những cái người gọi là nhạc sĩ. Đấy. Hoặc mình hiểu cách đơn giản như vậy đi. Hay là một cái người công nhân xây dựng thì người ta chỉ chuyên xây. Nó khác mà cái người kiểu thợ thợ đụng đấy, kiểu trong miền Nam ta có thợ đụng đụng đâu làm đấy đấy, ví dụ như là sửa nhà cũng làm này, sơn nhà cũng làm này, sửa điện cũng làm này, đấy thì đương nhiên là người ta làm nó sẽ không chuyên nghiệp bằng rồi, đúng không ạ? Thì con 905X này và 909 này cũng vậy, nó là những con âm ly dời nên là chất âm của nó sẽ rất là hay nha các bác nhé. Đấy, hay hơn các con âm ly dàn rất là nhiều. Và bác nào mà đang có ý định là muốn sở hữu một cái con âm ly để về mà nghe nhạc ghép vào những cái loa nhỏ nhỏ ở nhà mình ấy, thì mình lấy con âm ly này tuyệt vời luôn. Âm ly có đầy đủ chỉnh bắt tép. Đấy. Cho các bác nhé, đầy đủ chỉnh bắt tép cho các bác. Bây giờ em sẽ test cho các bác từng chiếc âm ly là âm thanh nó như thế nào nhá. Đây đầu tiên là có 909 trước này. Tất cả đẹp đều hết ở giữa nhá. Để em bắt từ chỗ này đi nhé. Đây là chế độ tăng cường thêm tiếng bass, bass boost. Đấy. Thì khi mà mình muốn nghe nhiều bass hơn nó sẽ sâu lên này, bằng cách mình tăng cường này. Ba chế độ, bốn chế độ, ba chế độ bass nha. Đấy,
và khi tắt đi thì nó không có đèn nữa. Âm ly vẫn chỉnh được hai vế bình thường này, chỉnh tép bình thường này, chỉnh bát bình thường này. Thì đây là 909 này, rồi em sẽ chuyển sang con 905X nhé. Này em thử cho các bác này, các bác thấy là nó vẫn đang lên bình thường. Và đồng thời các bác có thể nghe một đoạn chất âm của cái âm ly xem là nó có hay hay không. Cái này em đấu tắt đấu nhanh nhé, còn đâu bình thường nó về mình sẽ phải xoáy hẳn cái này ra này. Xoay lại cọc cái ra nha và nhét cái dây loa vào trong cái khe này là sao mình xoáy chặt lại giữ lại này. Còn nếu như mà các bác mà sử dụng bắp chuối nhé, thì các bác cắm thẳng đây được nhé. Còn đâu là không nên dùng cái dây loa cắm như này nhé. Em đấu tắt thôi. Đấu tắt như này thì là cái dây loa có thể nó tuột bất cứ lúc nào. Nó sẽ nhiều khi mình sẽ mất thời gian để đi đấu lại nhé. Còn nên các bác nếu như là dùng bắp chuối thì cắm kiểu đấy. Còn nếu không thì hãy dùng, hãy kẹp vào cho em nhé. Cái này con chế độ acoustic của Descent này. Đấy, 905X thì nó ít, thì nó chỉ có hai chế độ tăng bass thôi. 909 nó sẽ có 3 chế độ tăng bass nha. Đấy, nó sẽ nhiều hơn. Đấy. Đường vào đây là đường line 2 mất rồi. Đây để em cấm. Đây là line 1, bên này nó khác một tí là đây là đường line 1, đây đường line 2, còn bên này ngược lại, đây line 2 đây line 1. Đấy, để em chuyển sang line 2 nhé. Tự nhiên nó không thấy có tiếng. Đây rồi. Đấy nha. Tép bát này. Các bác có nghe cảm nhận được cái sự khác biệt giữa hai cái con âm ly không ạ? Em chuyển lại cho các bác sang con này nhá. Chín này giải tép sẽ sáng hơn. Vâng. Và 905X thì nó sẽ giải bát, nó sẽ tốt hơn. Đấy. Thì đây là cái đánh giá của em về hai con âm ly. Đấy, thì bác nào mà thích lấy con nào thì báo em nhé. Con 905X này thì nó là đi 1.950.000. Còn với con 909 này thì nó đời cao hơn, vỏ nó đẹp hơn, thì giá của nó sẽ là 2.150.000 nhé. Để anh nào lấy con nào thì báo em. Số điện thoại đặt hàng là 0979891682 hoặc là 0966594581. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo bên em. Và xin chào mọi người.